Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, linh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sika thuộc xứ Samaria gần phần đất mà ông Gia-cóp cho con ông là Giuse. Ở đó có cây giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu, một người phụ nữ xứ Samaria đến lấy nước. Chúa Giêsu bảo bà, xin bà cho tôi uống nước. Lúc ấy các môn đệ đã vào thành để mua lương thực. Người phụ nữ Samaria đáp lại, sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi, là người xứ Samaria sao? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu đáp: Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi uống nước, thì chắc chắn bà sẽ xin ngược lại và người sẽ cho bà nước hằng sống. Người phụ nữ thưa, thưa ngài, ngài không có gì để múc, giếng thì sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước mà cho tôi? Phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ gia cóp của chúng tôi? Người đã cho chúng tôi cái giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và súc vật của người. Chúa Giêsu trả lời: Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước tôi sẽ cho không bao giờ khát nữa. Nước tôi cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người phụ nữ thưa: Thưa ngài, xin cho tôi nước đó. Để tôi chẳng còn khác mà khỏi phải đến đây để xách nước nữa." Chúa Giêsu đáp: "Hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Bà ấy thưa: "Tôi không có chồng." Chúa nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là đúng, là vì bà đã có năm đời chồng rồi và người đàn ông đang chung sống với bà hiện giờ không phải là chồng bà." Bà nói đúng đó. Người đàn bà thưa: "Thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Hỡi bà, hãy tin tôi, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải ở núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, chính lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kỳ lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa các sơ. Trong thân xác con người, Chúa Giêsu cũng chịu đói khát, bệnh hoạn, đau đớn y như từng người chúng ta. Và hôm nay chúng ta thấy rất rõ, Chúa mệt mỏi, khát nước. Thường thường người phụ nữ Do Thái hay là người phụ nữ ở Trung Đông, họ đi kính nước không có nói đi sách nước đi múc nước ở giếng để lên đầu đội về thường là sáng sớm và hoàng hôn đến tức là giữa trưa không ai đi thói quen của họ vậy vì vì sáng sớm trong gia đình cần nước buổi tối cũng có số nước để dùng vào việc vệ sinh ban đêm còn giữa trưa con mình bà này đi ai cũng biết rồi là bởi vì hãy bà xuất hiện thì người ta đàm tiếu bà không muốn đi chung Do đó trưa nay bà mới ra để lấy nước Người Do Thái giờ thứ sáu là giờ trưa 12 giờ Tránh những cái miệng đàm tiếu về cuộc đời bê bối của bà Trong thân xác con người Chúa Giêsu khát khác, về thể lý Nhưng tôi thấy và ai cũng nhìn thấy Chúa khát các linh hồn Chúa khác tình thương mà mình đáp lại nếu nói chúa khác các linh hồn nó mơ hồ quá trẻ con không hiểu nhiều người sẽ không hiểu nhưng tôi nói chúa yêu chúng ta trước chúa dựng nên chúng ta vì yêu thương và chúa chỉ cần muốn một cái là chúng ta đáp lại tình yêu đó chúa khác cái tình yêu đó hôm nay chúa đi tiệm bà này tôi không cho rằng đây là chuyện tình cờ ngẫu nhiên đâu trong cái sự quan phòng của chúa với tư cách là một Thiên Chúa, Chúa biết, Chúa tiếp xúc và Chúa bỏ qua tất cả những dị nghị. Thứ nhất, ở bờ giếng khi có hai người, đàn ông và đàn bà một mình, không bao giờ họ nói chuyện với nhau. Đặc biệt, cái bà này là cái người mà người Do Thái cho rằng quân lạc đạo, phản quốc. Vậy mà, Chúa đã nói để cứu bà. Chúa khác cái tình thương, mà bà đi tìm cả đời không ra. Bà đi tìm tình thương trong khoái lạc, bà đâu có hạnh phúc. Cho nên Chúa đến. Nhưng hôm nay tôi không nói phần đó. Tôi mượn cái tư tưởng của cha trọng tước nói về nơi thờ phượng. Cái câu chót tôi cố ý dừng lại để quý vị thấy. Này bà kia hãy tin tôi sẽ đến giờ không phải thờ ở núi này hay ở Jerusalem không phải. Vậy thờ ở đâu? Giờ sẽ đến kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ Thiên Chúa trong thần khí và trong sự thật. Khó hiểu. Thôi thì chúng ta để chữ đó lại. Dịp khác cũng sẽ trở lại. Người Do Thái có đền thờ ở Jerusalem, người Samaria ở cái núi Gerizim của họ hai bên không được phép vào nhà thờ của nhau. Hai bên đã trở thành thù địch từ lâu. Tôi thấy Chúa không cần nhà thờ. Nói thật, chỉ có con người mới cần đến nhà thờ, mà con người cũng không cần đến nhà thờ nếu ở mình. Có một mình trong một cái làng minh mông, không ai là người đồng đạo, thì cần nhà thờ làm gì? điều đó hàm ý nhà thờ chỉ là nhà thờ khi nhà thờ là trung tâm điểm để mọi người đến và hiệp thông yêu thương nhau nếu không có hiệp thông và yêu thương nhau dẹp nhà thờ đi lịch sử hôm qua đã ghi lại những cái vết chàm không đẹp lắm cũng chỉ vì nhà thờ đã gây ra đổ vỡ trong giáo hội tôi trở lại lịch sử một chút hôm nay rất nhiều nhà thờ ở châu âu hàng năm người ta tính khoảng trăm cái đóng cửa mỗi năm cứ đều đặn đóng cửa có thể bán lại cho nhà nước vì nhà thờ bên châu âu đẹp lắm đặc biệt ở pháp ở đức ở bỉ ở hòa lan cho nên bán để làm di tích lịch sử hoặc làm bảo tàng viện thánh giá sẽ được còn để lại nếu đó là bảo tàng viện nếu nó biến thành museum có khi người ta hạ thánh giá xuống thế là chúa mất nhà thờ bù lại ở nhiều nơi thì đang lu bu xây nhà thờ mà muốn xây nhà thờ thì phải có tiền mà không có tiền thì phải tìm mọi cách để có tiền tội nghiệp cái đó không có sai nhưng tiền có thể làm mất cái trong sáng của tâm hồn cái trong sáng của những tính toán và của lễ nó vươn lên cái làn khói đen của đam mê dục vọng lịch sử giáo hội trải qua những đoạn đường rất tầm tối có thật không theo dệt không có thời kỳ nào bằng thời kỳ trung cổ giáo hội bùng lên xây rất nhiều nhà thờ mà cái nào cái nấy rất đồ sộ rất mỹ thuật mà cần tiền để xây. Cho nên nhiều nơi trong giáo hội đã bán ẩn xã, bán bằng tiền. Ai càng mua nhiều thì càng được bảo đảm phần rỗi linh hồn đời sau. Có chắc không? Riêng tôi, tôi cho là không chắc. Linh mục Luther dòng Augustino. Chính vì vậy bây giờ mình có giáo phái tinh lành Lutheran đó linh mục đạo đức thánh thiện nhận thấy cái đó là sai lầm ông dùng chữ buôn thần bán thánh không được bán ân phúc không được bán bí tích không được rao hàng như vậy trong nhiều lý do ông chống đối thì linh mục lưu tre lấy cái lý do chính là việc dùng tiền một cách bất chính bán bí tích bán ân sủng bán ân xá để xây nhà thờ đó là lý do chính ông tách rời ra khỏi giáo hội. Hay nói rõ, giáo hội loại ông ra ngoài. Buồn. Có rất nhiều loại nhà thờ. Nhà thờ của những nước giàu thì nguy nga. Nhà thờ ở những nước bên châu Phi chỉ có lợp tranh vách bằng đất sét mưa dột. Rồi lại có nhà thờ công giáo, có nhà thờ tinh lành, có nhà thờ của giáo hội đông phương, có nhà thờ của thể phản vân vân. Thế giới hôm nay, nhất là nước Ấn Độ vẫn mang ơn và suy tôn ông Mahatma Gandhi, vị thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ độc lập vì tinh thần hòa bình bất bạo động của ông. Lúc còn làm luật sư, ông mê phúc âm của Chúa Giêsu. Luật sư rất thông minh và rất giỏi. Ông đọc phúc âm từ cuốn Matthew qua Marco, Luca và Joan. Ông thấy say mê và ông tìm thấy con đường ông sẽ sống. Một hôm, ông cầm quyển thánh kinh, chọn một nhà thờ đến để xin được gia nhập để làm con chúa. Cái người đứng ở cuối nhà thờ chào ông và nói ông đi đâu. Ông nói tôi muốn đến nhà thờ để gia nhập vào hội thánh thì người kia trả lời, cái điều mà ông đến nhà thờ là chúng tôi rất vui mừng và hoan nghênh, nhưng đây không phải nhà thờ dành cho người da màu. Từ đó, găng đi không nói một lời, âm thầm trở về, cúi đầu đi không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Ông vẫn sống tinh thần đó đến lúc ông bị giết. Ông đã thốt ra cái câu, Chúa Giêsu cũng từng nói trên thập giá trước khi chết. Hôm nay biết đâu cũng có nhiều người đang mất niềm tin, mất niềm tin vào Chúa cũng chỉ vì nhà thờ hay nói rõ hơn cũng chỉ vì những con người đang đến, đang có mặt hay là đang ở trong nhà thờ mình không biết được. Người đó có thể linh mục, có thể nữ tu, có thể nam tu sĩ, có thể giáo dân, có thể những người tín hữu rất đạo đức. Nếu nhà thờ là nơi nơi đông người tụ họp nhất thì tôi nghĩ sẽ có nhiều ma quỷ nhất. Ở chợ búa thì ma quỷ cám dỗ người ta gian dối thôi, lường gạt thôi, nhưng ở nhà thờ ma quỷ cám dỗ đủ mọi thứ. Có người đến nhà thờ để vì làm đẹp lòng người khác để được cưới chăng. Cũng có thể đến nhà thờ vì sợ người ta chê là đồ nguội lạnh, thiếu đạo đức. Có người đến nhà thờ để được nổi tiếng Rồi cái nhà thờ được xây có thể vì tự ái Xứ kia xây nhà thờ cao hơn Nhà thờ bên mình thấp hơn Trời ơi, cứ xét đoán nhau Nhưng chính nhà thờ lại trở nên tiêu chuẩn để xét đoán Nhìn kẻ này, trong kẻ kia có đi nhà thờ không Để đánh giá lòng đạo đức của họ Sai lầm mà chúng ta vẫn làm thỉnh thoảng nghe sao không thấy ông ấy đi lễ nữa chắc bỏ đạo rồi sao mình biết có người đến nhà thờ chỉ để chú ý nhìn người khác hay mong người khác nhìn mình cái vế thứ hai có thể có nhiều hơn rồi có người đến nhà thờ vì tiếng đàn tiếng hát hay hay đến nhà thờ để ngắm những mỹ nhân thật tuyệt vời nhiều lắm tôi thấy như vậy thì nguy quá chúa thì không cần nhà thờ nhưng mà nhà thờ có thể làm cớ để người ta bỏ chúa chúa vẫn giăng tay trên thập giá rồi nếu người này kéo bên tay phải người kia kéo bên tay trái thì tượng chúa sẽ tách làm đôi chúa đau thương cả hai. Cho nên tôi tin rằng hãy tập thờ phượng Chúa theo lời Chúa Giêsu khuyên trong tâm hồn mình. Không có nhà thờ nào đẹp bằng nhà thờ trong tâm hồn. Không ai đánh mất được trừ chính chúng ta là chủ nhân. Nếu như hôm nay Chúa hỏi chiều về thầy tá túc ở đâu có ai lên tiếng mời Chúa đến nhà thờ của con nhà thờ là tâm hồn của con thưa quý ông bà tôi nói dài dòng nhưng những điều nó cũng có thực tế một chút để chúng ta thấy rất nhiều hình thức bên ngoài chúng ta vịnh vào đó rồi chúng ta xa đức tin thật sự đức tin không cần những hình thức bên ngoài nhưng đức tin cần phải biểu lộ bằng hành động cụ thể hình thức bên ngoài chỉ là cái hào nhoáng thôi xin chúa cho chúng con trong thánh lễ này hiểu được là chúa khác cái chuyện chúng con đáp lại tình yêu chúa nói một cách thần học hay giáo lý chúa khao khát các linh hồn ước gì bậc làm cha làm mẹ cũng khao khát ơn cứu rỗi của con cái mình hơn bất kỳ chuyện gì khác nếu chúng ta có cái nhìn đó thì thật có phúc cho gia đình đó Hi. 20 tháng 3, chứ không phải 10, ngày mai đâu. 20 tháng 3 là thứ hai tuần sau sẽ có thánh lễ lúc 7 giờ để lễ trọng kính thánh du xe. Và thứ sáu ngày 24 tháng 3 có lễ truyền tin tức là tuần sau nữa, yeah, cũng lúc 7 giờ. Nhưng mà cha Sơn cho in trước vậy thôi. Ngoài ra tối thứ ba sắp tới, tức là tuần này, ngày 14 sau thánh lễ có đề tài tĩnh tâm thứ nhất đó rồi ngày thứ nhì là ngày vào ngày thứ tư rồi ngày thứ năm có giải tội có bí tích giao hòa tức là ngày 14 15 16 tháng 3 rất dễ nhớ đặc biệt cái ngày giải tội là bắt đầu lúc 6 giờ 30 đang lúc có thánh lễ đây thì có nhiều cha đã ngồi đó rồi để quý ông bà khỏi phải chờ đợi lâu ví dụ tôi trở về sinh hoạt hội người già làm tôi nhớ cái chuyện có một anh luôn là nghề làm xe bus lái xe bus nhưng lần đầu tiên anh ấy được cử về lái xe bus chở các bác cao niên đi chơi thôi một tuần hai lần lần đầu tiên anh lái thì đang lúc lái như vậy được một khúc thì thấy một ông một ông cụ mon men đi đi lên đưa cho anh một cái chén bằng nhựa đó đầy đậu phộng Đậu lạc đó mà luộc đó mà bóc vỏ sẵn hết rồi, luộc nó mềm mềm ngon lắm. Nhưng mà nó cũng đối với ảnh thì nó mềm đó. Thì ảnh nó cảm động lắm nó nói cảm ơn các bác. Tuần nào cũng vậy, có một chén đậu phộng đó ngon lành, giống như mới luộc xong đó rồi cứ nhiều lắm cho nên một hôm không có lái xe anh đứng lên anh nói cảm ơn các bác các bác tử tế quá cho cháu toàn là đậu phộng nó bùi bùi ngon lắm các bác sao không ăn mà để lại cho cháu thì một bà cụ mới nói tụi tôi gặm cái chocolate có lịch chung quanh còn cái đó cứng quá nhường lại cho anh <laughs> sao lại cười vậy <cười> xin mời cộng đoàn cùng đứng <laughs>